Xin chào tất cả quý anh em nha. Hôm nay về cho anh em được một là ít cái sản phẩm mới nha anh em nha. Lọc gió của Pontianak nha anh em. Tại sao mà mình không kiếm lọc gió của Honda Thái Lan mình bán? Thì nó thật sự với anh em luôn, Honda Thái Lan á, mình hỏi á, thì nó không có hàng anh em. Nó không có nha, cái này mình nói thiệt là nó không có. Còn Honda Việt Nam á, thì mình có hỏi á, thì nó hơi mắc nha anh em. Honda Việt Nam thì nó tới 70 mấy ngàn một miếng là anh em. Theo mình nó hơi mắc, nhưng mà vì Pontianak hôm bữa nó có nói với mình rồi, nhưng mà mình đang suy nghĩ về nó. Thì hôm nay nó về hàng nha anh em nha. Mình cũng quay cho anh em coi trước. Thì anh em nào ưng thì mình mua. Tại vì cái này thì nói chung là một sản phẩm mà chắc là ít anh em để ý tới, nhưng mà nó rất là quan trọng nha. Nó rất là quan trọng. Thì đây là cái miếng mút lọc gió của Pontianak nha anh em nha. Lọc gió của Pontianak. Thì Pontianak thì nó bán cái này là cái dạng sản phẩm đi kèm thôi anh em. Cái là bán rẻ lắm, nó bán giá rất là thấp, thì nhập về tay mình rồi mình bán ra cho anh em mà nó có 40 ngàn một miếng thôi, nó rất là rẻ luôn. Nhưng mà một cái miếng mút này anh em xài khoảng được một lần anh em lọc á, là nó phải được khoảng tầm mấy năm á anh em, 7-8 năm á, với 40 ngàn và 7-8 năm vậy á, 40 ngàn miếng thôi nha. Thì cái miếng này anh em, tại sao mình nên thay? Thứ nhất á là vì một thời gian là nó không còn khả năng lọc được cái bụi nữa, mà là nó sẽ bị yếu cái gió khi mà cái bô e nó thổi gió vào ha. Thì cái miếng này là cái miếng mút chặn ở ngay giữa cái bô e và cái đường ống xuống dưới bình xăng con, thì một số cái trường hợp là nó bị bịt bởi vì bụi nó quá nhiều anh em, nó bị bịt lại. Một số trường hợp nữa là do cái này đó anh em, là cái hơi nóng á, khi mà cái bình xăng nó ấy thì nó sẽ tỏa nhiệt anh em. Anh em để ý á, cái bình xăng mà khi mà nó hoạt động anh em, nó cũng sẽ nóng nha. Thì cái mút này nè, nó cũng sẽ nóng theo, nó sẽ đẩy ngược cái hơi nóng lên trên cái bô e. Và cái mút này thì lâu ngày anh em cái hơi nóng á, thì anh em chạy đường xa rồi á, là nó sẽ bị tiêu mút ha. Cái mút này nó bị cháy anh em, nó bị hơi nóng nhiều á, là nó bị teo, nó bị cháy đó. Thì mình nên thay nha. Thực ra á, nhiều lúc cái bô e anh em mở ra nó đâu còn miếng mút này đâu mà mất tiêu rồi, nó tiêu hết rồi, không còn nữa đó. Thì mình có thể thay một miếng nha, có 45 ngàn thôi. Anh em thay cho rim Thái hay Super hay rim lùn đều được hết nha. Nói chung là cái form bô e của rim quay là mình thay vô được hết nha. Giá rất là tốt cho 40 ngàn miếng của Pontianak nha anh em. Anh em lấy bao nhiêu miếng thì lấy, đạt về được 50 miếng nha. Cam kết cho anh em là cái này nó rất là dày ha, rất là dày và nó ok lắm anh em. Mình lọc rất là sạch. Hoặc là anh em mua về lọc bể cá cũng được luôn á. Cái này mua về lọc bể cá hơi bị ngon luôn nè, tại nó lọc rất là sạch bụi luôn, sạch bụi sạch mịn luôn. Thì anh em có thể mua về anh em làm những cái khác mà anh em muốn. Nói chung là cái lọc này thì mình thấy nó rất là ok đó. Nhiều anh em thì chúng ta chơi cái hệ mà bỏ luôn bông gòn vô trong cái bô e thì thực sự cái đó nó không có tốt nha anh em nha. Tại vì cái bông gòn nó quá là dày luôn, cho nên nó không có qua được gió, không có qua được nè. Còn cái này thì nó vừa thôi, nó không dày, nó cũng không mỏng ha đó. Thì mức giá nó rất là tốt nha, 40 ngàn cái này thì cũng không có gì để nói nhiều. Anh em nào mà như cái xe của anh em lâu rồi không thay thì mình mua cái mình thay, 40 ngàn nó quá rẻ đi ha.